Dị tượng chiều hôm qua tại Đắk Nông. Chiều hôm qua lúc 16:30 phút, bạn Nhuận Tường đã chụp được hình ảnh rất đẹp về hào quang trên bầu trời hướng Tây Nam tại Giang Nghĩa Đắk Nông. Đây là một hào quang riêng biệt nằm bên trên đám mây, chứ không phải giống như một hình lưỡi chai bình thường như ta thấy. Điều này nói lên ý nghĩa gì? Bức ảnh chụp giờ Canh Thân, ngày Quý Hợi, tháng Đinh Hợi đều thuộc cung Khôn trong năm Canh Tý cung Đoài, hướng Tây Nam khoảng 243 độ, cung Quan Quý. Điều này nói lên xuất hiện người tài nhưng lại là ma tướng. Góc chụp 17 độ là cung tai họa, hào quang ở độ cao khoảng 7.000 mét, vị trí từ Giang Nghĩa đến nơi có hào quang khoảng 125 km, từ điểm hào quang đến điểm đối xứng 125 km nữa thì khoảng cách từ vị trí phát hiện hào quang đến vị trí đối xứng tương đương 250 km tính theo đường chim bay, điều này ứng với phía đông cách thủ đô Phnom Penh khoảng 40 km, đó là vùng Prey Veng của Campuchia. Ở nơi đây người ta quy hoạch một ngôi làng theo hình thập quái có đủ 10 phương, đây có thể là một phương pháp làm phong thủy của Campuchia. Đông Trấn Vương Cung lấy năng lượng thiên tử để chiếu sáng đất nước như ánh mặt trời vàng, vừa chiêu tài lộc thập phương lại bảo vệ cho quốc thái dân an. Ở trung tâm của làng thập quái này người ta đang xây dựng những ngôi nhà lớn có hình dáng chùa, hoặc cơ quan điều hành ở Đông Cung và Nam Cung. Sự trùng hợp với thiên tượng xuất hiện vào giờ, ngày, tháng, năm và vị trí phát hiện cho thấy rằng có hai sự kiện xảy ra. Sự kiện thứ nhất, tại Campuchia. Từ làng thập quái với bán kính 50 km quay tròn sẽ xuất hiện nhân tài làm thay đổi đất nước và phát triển Campuchia nhanh chóng trở thành điểm sáng của khu vực Đông Nam Á, chỉ trong vòng 20 năm tới. Vương quốc Campuchia sẽ hùng mạnh trở lại, nhưng sự hùng mạnh ấy đi đôi với sự thách thức to lớn đối với Việt Nam cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, thậm chí có thể đe dọa đến cả chủ quyền lãnh thổ. Nhưng dù sao tôi vẫn chúc mừng Campuchia đã có thiên tượng tốt từ những kết quả của việc làm phong thủy đất nước. Sự kiện thứ hai. Do nơi phát hiện ra dị tượng lại nằm trên lãnh thổ Việt Nam ở hướng Tây Nam, cung Khôn. Trong tám cung thì cung Khôn là cung ma tướng hoành hành. Do vậy trong nước ma tướng ở Tây Nam sẽ nổi lên và chắc chắn sẽ có những biến động bất thường trong nước về chính trị. Điều này vào thời điểm này không có lợi cho chính trị Việt Nam, vì đang chuẩn bị đại hội Đảng 13 là thời điểm sắp xếp nhân sự chủ chốt lãnh đạo đất nước. Điểm báo rằng ma tướng sẽ có thể làm thay đổi cục diện chính trị, sự nổi lên bất thường của hào quang ma tướng vào giờ Khôn, ngày Khôn, tháng Khôn năm Đoài càng cho thấy ma tướng đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu và rất mạnh có thể lấn át cả hoàng cung. Phải chờ tiếp điểm báo nếu xảy ra vào ngày 18-26 tháng 12 năm 2020 thì mới có thể dựa vào đó để hóa giải được sức ảnh hưởng của ma tướng. Nếu trong 3 ngày đó mà không nổi lên dị tượng trên lãnh thổ Việt Nam thì e rằng bất lợi cho dân tộc, thiên cơ bất khả lộ. Nên tôi chỉ giải thích đến đây mong mọi người không suy đoán lung tung. Tôi chỉ viết dựa trên nguyên lý dị tượng và thiên tượng chứ không ám chỉ bất kỳ ai. Kết luận, nếu muốn hóa giải việc này thì bắt buộc phải có thiên tượng báo ứng vào những ngày tôi nêu ở trên, lúc đó có thể dựa vào thiên tượng đó cùng với những nguyên lý phối cung để xoay chuyển cục diện cho tốt hơn. Ngoài ra để hóa giải được điều này thì đế vương phải có đủ bản lĩnh và sức mạnh để dẹp được ma tướng, khống chế ma tướng mới cứu được mối nguy cho dân tộc. Chờ đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2020 nếu không có thiên tượng nổi lên hoặc đế vương không thể làm gì được ma tướng thì tôi sẽ viết kịch bản tương lai của nước ta. Cảm ơn quý vị quan tâm. Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2020. Lương Ngọc Huyền.